em nhớ hoài luôn á, tới giờ. Lúc mà em sanh bé thứ hai á, em sanh bé đầu á là em ở với mẹ em. Em sanh bé thứ hai thì thôi mẹ nói là bé đầu là cực bà ngoại rồi, để bé sao để mẹ chăm. Thì là em nghĩ là chắc mẹ không chăm được như mẹ của mình đâu. Nhưng mà thôi mình ở đây cho mẹ vui. Mẹ nói trước với em luôn, mẹ nói là mẹ không có chăm được con nít, mẹ chỉ nuôi con thôi. Còn con thì con chăm em bé giùm mẹ. Nhưng mẹ không biết xông hơi em bé, mẹ không biết làm gì hết. Mình cũng nghĩ trong bụng mình cũng nói là trời kiểu này chắc là mình cực hơn rồi. Trời nhưng mà tội nghiệp lắm. Cái thời điểm đó mẹ còn đi làm, mà mẹ xin làm hết ca buổi chiều để buổi sáng mẹ chăm em. Lúc đó em ở nhà chồng là em ở trên lầu 2 á, mà cái cầu thang đi rất là khó. Em đi em còn thấy mỏi nữa, như mẹ lớn tuổi. Một ngày 3 lần mẹ bưng hai cái nồi xông bự vậy nè anh. Mà cái nồi xông to vậy nè, cái nồi không á là mình bưng mình đã còn thấy mỏi rồi. Mà một ngày trước khi mẹ đi làm là mẹ bưng lên cho em, mẹ nói xong đi con. Chiều đi làm về cũng bưng lên. Cái thời điểm mà em bị động thai á, em chỉ nằm thôi. Là mẹ đi làm về mẹ bưng cả mâm cơm lên cho em. Xong rồi nước tiểu của em á mẹ cũng đi đổ cho em luôn. Cái lúc mà em sanh bé thứ hai mẹ chăm á, mẹ cũng lo cho em vậy luôn á. Em giận á, cái xong xếp vali dọn về nhà mẹ, cứ lấy vali ra mà lúc đó đang ở chung với mẹ chồng mà em làm đung đung đung. Em lấy vali ra ha, em bỏ đồ vô thì mẹ vô, mẹ em xếp đồ vô thì mẹ xếp đồ ra, em xếp đồ vô mẹ xếp đồ ra, mà không có giận đâu, không có nói nặng luôn, cứ ngồi xếp ra. Con ơi, hồi lúc trước mẹ cũng vậy vậy, hồi lúc trước ba mẹ cũng từng trải, cũng đau khổ, nhưng mà con đừng nghĩ gì hết. Không, con đi về là con đi về, cái lại em xếp vô thì mẹ cũng vừa nói mẹ vừa xếp ra, mà cứ vậy đó. Cái vali em không bao giờ đầy. Trời ơi, thấy thương quá nha. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Chào MC Quyền Linh, chào Lê Lộc và chào khán giả. Mình tên là Nguyễn Thị Cúc, năm nay 60 tuổi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào bé Lê Lộc, chào khán giả. Em là Kim Trân, là con dâu của mẹ được 10 năm. 10 năm wow. Rồi. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị hả? Mình có hai bé, một bé 8 tuổi, một bé 7 tuổi. Chắc là một trai một gái đúng không? Không, hai trai hết. Cái ngày đầu tiên mà cô con dâu về ra mắt đó thì cô có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên con nói mẹ để con dắt bạn về ra mắt mẹ nha. Nói mẹ nấu cơm cho mời bạn con ăn với, dắt về. Sao lúc mới dắt về sao thấy nhỏ mà sao đen nữa chứ. Thấy không có đẹp, thấy được thôi. Cái lúc mà ăn cơm xong cái về, cái con hỏi mẹ thấy sao mẹ, được không? Cái mẹ mới nói thì con thấy được thì mẹ được thôi, ăn thua con mà. Đen mới đẹp. Dạ. Cô này ấn tượng lắm nha. Nhưng mà sau này mới biết là đầy ấn. Đầy ấn. Từ vì dạ. mẹ là người ấn. Đúng rồi, thấy có cái gì lạ trên mái tóc nè. Cái đó là cái gì vậy em? Dạ là trang sức phụ kiện thôi. Tại vì em thì cũng chỉ like thôi. Nhưng mà lâu lâu ví dụ như có dịp lễ Tết hay là dịp gì quan trọng á, đối với gia đình á, thì em vẫn phải có tí tí gọi là nhớ về quê hương vậy. Chẳng hạn ba mẹ mình, ông bà mình là người ấn. Dạ, mẹ với ông bà ngoại, ông ngoại là người ấn luôn. Người ấn luôn. Dạ. Vậy chắc nhà mình ăn cà ri không hả? Không biết là cái duyên nào mà để chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á, chị có nhớ không? Lúc đó là mới chỉ quen ông xã tầm 3 tháng thôi. Dạ. Thì anh có nói là về nhà anh ăn cơm. Thì là nói là thôi em chủ động em gọi mẹ đi. Nó ủa sao kỳ vậy, sao em phải gọi cho mẹ? Cái là nhưng mà gọi cho mẹ là mẹ thoải mái lắm. Mẹ nói là con thích ăn cái gì? Nói là mẹ nấu cá kho với canh chua cho con ăn nha. Mà xưng mẹ luôn. Đó. Dễ chịu lắm. Cái xong cái lần đầu tiên tới nhà mình thấy giống như là ở nhà từ đời nào á. Nhưng mà cái bữa cơm đó mình có hợp khẩu vị không chị? Có, mẹ nấu ăn ngon lắm. Uh-huh. Mẹ là đầu bếp nhà hàng mà. Wow. Ôi à, cô nhà bếp đầu hàng luôn hả? Làm cũng được mười mấy năm á. Ôi, cô là người quê đâu cô? Quê cô ở Cần Thơ. Cần Thơ, người miền Tây. Dạ. Mà nấu cho người Ấn Độ ăn cũng được luôn ha. Lúc sau mẹ ăn cà ri Ấn luôn. Người Ấn á, là người ta phải rửa sạch tay trước khi ăn bởi người ta bóc. Cái gì cũng bóc hết trơn. Không biết mình về nhà chồng mình có bóc lâu lâu không? Có lâu lâu mới có, về thì ít. Có nhưng mà ít thôi cũng, dạ. Cũng có bóc ha. Cô thấy con dâu này làm tròn nghĩa vụ không hay là có thiếu thốn gì không cô? Dạ lúc mới về thì cũng không biết nấu nướng gì hết á, nó theo hỏi mẹ hoài, hỏi mẹ chỉ con nấu đi mẹ. Nhưng mà giờ thì nấu nướng rành lắm rồi, nấu cũng ngon. Có giặt giũ rồi quét nhà, quét cửa này kia gọn gàng này kia không? Gọn. Biết là hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ không chị? Kỷ niệm hả? Nhiều lắm. Tại vì lúc mà mới về với mẹ á, là mình chuẩn bị tâm lý là sợ là mẹ khó,
là bên nhà cũng khó, nhưng mà thật ra là dễ, mà dễ quá cái sự chuẩn bị của mình rồi. Sáng đó chị phải dậy sớm để chị xuống chị pha trà cho ba, tại để ý thấy ba hay uống trà. Mẹ xuống mẹ hỏi ủa sao không ngủ đi con, xuống chi sớm vậy? Rồi đi chợ, lúc đó mẹ còn đi làm, mẹ đi chợ thì mẹ để tiền chợ ở nhà, nghĩa là mình không phải bỏ tiền mình ra. Rồi mẹ lúc mà mẹ đi làm á là mình còn ngủ á là mẹ mua sẵn đồ ăn sáng mẹ để ở nhà. Nhớ lần đầu lúc có chưa cưới lại chơi, cái thấy mẹ đang nấu cơm nói mẹ để con vô phụ mẹ. Cái mình nói thôi vậy con vô phụ đi, mẹ đi mua nước mắm, đi mua vòng về sao không thấy đâu hết trơn á. Ủa sao vậy con? Đi vô xuống bếp thấy nằm đóng ở dưới đất á. Xỉu. Hả? Em hay xỉu lắm, em bị chị bị tụt đường huyết với tụt canxi á. Cho nên là dễ xỉu lắm hay xỉu lắm. Nhưng mà mẹ mới đầu mẹ còn hoảng. 10 năm nay là giống như y tá luôn. Có nghĩa là chân mà xỉu là mẹ xử lý hết. Bị thương không? Cạy miệng, cạy răng, đổ nước đường vô rồi thôi tự động tỉnh. Nhưng mà nói nhiều lắm. Ví dụ như bệnh á, cứ đi theo sau lưng á, uống thuốc đi con, uống chưa chân ơi, uống cho đủ cử cho hết bệnh chân ơi. Ăn cũng vậy nữa, cứ đi theo nhé, ăn canh đi chân, không ăn cơm thì thôi ăn canh đi chân, mà cứ đi theo nhắc hoài luôn. Trời ơi, bà mẹ chồng cưng quá. Quá trời cưng luôn vậy đó. Mẹ này là dễ lắm. Dễ không? Dễ lắm, mẹ dễ mà quá giới hạn của em luôn á, thì em bực bội luôn. ví dụ là cái gì chị? Có nghĩa là con cái muốn đi đâu đi, miễn sao tới đúng giờ là về nhà. Mà nhiều khi tại vì mình thì mình có hai bé, em chồng. Đó, mà cái thời điểm mình mới về làm dâu á thì bé nó còn cũng còn nhỏ, cũng còn hay đi chơi á. Thì mình khó chịu, lằn nhằn mẹ sao mẹ không la em đi chứ, đi chơi vậy đi hoài vậy. Mà mẹ nói thôi kệ con ơi, em còn nhỏ mà cho em đi chơi đi. Hoặc là mặc đồ cũng vậy, muốn mặc sao mặc, miễn sao đẹp là được rồi. Quần áo có hợp không? Có, quần áo thì hợp lắm, nghĩa là em mẹ còn đi mua đồ cho em mà. Mà thường là mẹ hay mua cho mình cái gì chị? Đồ mặc nhà hay là đồ đi dạ hội hay là sao? Không có đâu, đồ bộ với đồ lót. Trời ơi, mẹ tâm lý quá vậy. Mua đồ lót là nhiều nhất. Cứ thấy sách về đưa ngoài rồi mà. Anh thấy có một số mẹ chồng á là thích mua đồ lót cho con dâu, bởi vì á mẹ chồng quan tâm đến là mặc đồ lót sao cho nó hấp dẫn đi để con trai mình được đi ra ngoài. Không phải, tại vì em với mẹ mặc đồ cũng giống nhau, cho nên là mẹ mua lúc nào mẹ mua cho em á. À, dạ. Coi như không có đồ của em lấy đồ của mẹ mặc vậy đó hả? Còn làm đẹp thì sao? Hai mẹ con có làm đẹp chung không? Con dâu thì diện hơn mẹ. Mẹ thì bình thường, từ xưa tới giờ mẹ bình thường lắm. Dạ. Nhưng mà cũng thích. Ý là mỗi lần mà em mới mua cái gì về là em nói mẹ nằm ra đi con làm cho, thì cũng đưa mặt ra cho làm. Hoặc là chở đi đâu chơi cũng vậy nữa. Cái hôm mà lên cá xin trình này mẹ cũng đâu biết đâu. Trước hôm đó là em gọi điện em kêu là ngày mai đi chơi nha mẹ. Cái tới ngày đi á, rồi em chở lên cá thì đi vô thang máy thấy có cái poster của anh Quyền Linh á. Ủa Trân ơi, mình đi coi phim rồi Trân. Em nói không, đi coi hài. Đúng rồi, cho mẹ đi coi hài đi. Thế rồi cái ngồi ủa Trân ơi, đi phỏng vấn mẹ chồng nàng dâu hả Trân? Ôi mẹ sợ lắm Trân ơi. Mẹ hồi hộp lắm. Phỏng vấn mẹ chồng dễ ghê nha. Mẹ dâu dẫn đi đâu đi đó mà cũng không biết cũng đi luôn. Mà lúc mà em chở đi á, mẹ ngồi đằng sau em muốn rớt nước mắt á. Tưởng là chở mẹ đi siêu thị không á chứ. Mà sao em chở mẹ đi mà em muốn rơi nước mắt là sao? Tại vì thấy mẹ ngoan quá à. Kêu chở đi đâu đi đó. Chứ... Hồi xưa giờ mẹ chồng toàn là khen, tôi thấy con dâu tôi ngoan lắm. Thế lần đầu tiên con dâu nói thấy mẹ chồng ngoan thiệt. Dễ thương quá. Dễ thương mà. Khi cô ấy cho sinh con thì cô chăm sóc thế nào? Đứa đầu thì về mẹ chân, rồi đứa thứ hai thì là mình chăm sóc. Hồi xưa mẹ mình chăm sóc mình sao thì mình chăm sóc cho dâu y hệt vậy luôn. Trời, nhưng mà chăm kỹ lắm. Em có nhớ một cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi mà mẹ chăm sóc em khi sinh con không? Dạ có, em nhớ hoài luôn á tới giờ. Lúc mẹ em sanh bé thứ hai á, em sanh bé đầu á là em ở với mẹ em. Em sanh bé thứ hai thì thôi mẹ nói là bé đầu là cực bà ngoại rồi, để bé sao để mẹ chăm. Thì là em nghĩ là chắc mẹ không chăm được như mẹ của mình đâu. Nhưng mà thôi mình ở đây cho mẹ vui. Mẹ nói trước với em luôn, mẹ nói là mẹ không có chăm được con nít, mẹ chỉ nuôi con thôi, còn con thì con chăm em bé giùm mẹ, chứ mẹ không biết xông hơi em bé, mẹ không biết làm gì hết. Mình cũng nghĩ trong bụng, mình cũng nói là trời kiểu này chắc là mình cực hơn rồi trời. Nhưng mà tội nghiệp lắm, cái thời điểm đó mẹ còn đi làm mà mẹ xin làm hết ca buổi chiều để buổi sáng mẹ chăm em. Lúc đó em ở nhà chồng là em ở trên lầu 2 á, mà cái cầu thang đi rất là khó, em đi em còn thấy mỏi nữa, như mẹ lớn tuổi. Một ngày 3 lần mẹ bưng hai cái nồi xông bự vậy nè anh,
Mà cái nồi xông to vậy nè, cái nồi không á là mình bưng mình đã còn thấy mỏi rồi. Mà một ngày trước khi mẹ đi làm là mẹ bưng lên cho em, mẹ nói xong đi con. Chiều đi làm về cũng bưng lên. Cái thời điểm mà em bị động thai á, em chỉ nằm thôi, là mẹ đi làm về mẹ bưng cả mâm cơm lên cho em. Xong rồi nước tiểu của em á, mẹ cũng đi đổ cho em luôn. Biết tới lúc mà em... Em sanh bé thứ hai mẹ chăm á, mẹ cũng lo cho em vậy luôn á. Tại sao cô lại thương con dâu đến mức như thế cô? Phải đổ từng cái bô nước tiểu cho con dâu nữa cô? Không biết nữa, chắc duyên nợ hay sao á, thương dâu. Duyên nợ. Tự vì cô nghĩ là con cô cũng thương, nên dâu cô cũng thương, nên dâu cô cũng coi như là con luôn. Yeah. Không có khoảng cách không nào có khoảng cách cái giữa gì dâu mà và ngày chồng hết. Con cái gì cô mua cho con cô thì cô cũng mua cho dâu luôn. Chứ không có nghĩ là dâu hay là con gì hết. Với những tình cảm đặc biệt của mẹ chồng như thế, có khi bao giờ em nghĩ rằng em có cái lỗi nào mà em đã gây ra với mẹ chồng không? Em nhiều lỗi lắm. Tại vì em nóng tính đó. Em nóng tính mà em cũng hơi thẳng tính nữa. Ví dụ có một cái khi mà có vấn đề gì á giữa chị với mẹ, chị hay nói thẳng là mẹ đừng có như vậy nữa. Em dạy con á thì là bà mà bà hay nóng ruột lắm. Thì là lúc đầu á là mẹ hay can can. Thì lúc đó là chưa có nhắn, chưa có biết tế nhị mà nhắn tin cho mẹ đâu. Em thẳng tính lắm. Thế là em nói luôn, mẹ không có đụng vô nha. Mẹ để đó cho con, để đó cho con dạy con. Thế là mẹ buồn thôi chứ không giận. Mẹ em là không bao giờ giận. Nhưng mà em cũng biết là sau cái đó rồi mình thấy mình cũng hơi nóng á, thì nhắn tin cho mẹ nói là mẹ đừng buồn con, tại con nóng ruột quá, con sợ là con nó ăn bậy hoặc là nó hư hoặc là nó có tính xấu. Cái mẹ nói là mẹ biết rồi, mẹ không làm vậy đâu. Mỗi lần cô buồn những dâu thế thì cô suy nghĩ điều gì? Buồn thôi chứ suy nghĩ cho dâu nó đừng có nóng giận quá nữa, để hay la con á. Mỗi lần la là mình ngồi dưới đây mình nóng ruột lắm. Nhưng mà mình không có nói được, tự dạy con đó mà. Giống như vợ chồng của nó vậy đó. Với tỷ gây gỗ hay là vậy cô cũng không bao giờ cô nói vô. Tự vợ chồng giải quyết nha. Cô sẽ bên ai, đứng về phía nào? Không, cô không bên ai, không hết. Bên ai hết. Cô không bên ai hết. Để cho vợ chồng tự giải quyết. Đúng với rồi. Nhau. Hồi lúc em mới lấy chồng em cũng nóng tính vậy đó. Ông xã em thì hay đi tiếp khách. Cái nhiều khi đi nhiều quá, lúc đó em đang có bầu nữa. Bướng lắm. Em giận á. Cái xong xếp vali dọn về nhà mẹ, cứ lấy vali ra mà lúc đó đang ở chung với mẹ chồng mà em làm đùng em lấy vali ra ha, em bỏ đồ vô thì mẹ vô, mẹ em xếp đồ vô thì mẹ xếp đồ ra, em xếp đồ vô mẹ xếp đồ ra mà không có giận đâu, không có nói nặng luôn, cứ ngồi xếp ra. Con ơi, hồi lúc trước mẹ cũng vậy, hồi lúc trước ba mẹ cũng từng trải, cũng đau khổ, nhưng mà con đừng nghĩ gì hết. Không, con đi về là con đi về, nó lại em xếp vô thì mẹ cũng vừa nói mẹ vừa xếp ra mà cứ vậy đó. Cái vali em không bao giờ đầy. Trời ơi, thấy thương quá nha. Cái hình ảnh mà con gái cứ xếp vô rồi mẹ xếp ra, thật sự là hình ảnh rất là đẹp luôn. Mẹ không có nói, mẹ cứ xếp ra, con cứ xếp vô vậy. Nhưng mà em vẫn đi, không xếp đồ đầy em vẫn đi. Em vẫn đi luôn. Em vẫn đi. Em rồi, đi xong rồi mà ông xã mẹ về, mẹ nói ông xã chở mẹ qua đón về. Mẹ đón về. Mẹ qua mẹ đón về. Rồi mẹ đón mấy lần rồi? Đóng một lần à. Anh nói thiệt nha, khi mà mình nghĩ cái hình ảnh á, mình muốn đi đâu mình giận dỗi, mình xếp vô, có người nào xếp ra, mình xếp vô, xếp ra. Mình nhìn hình ảnh thôi mình cũng không muốn đi rồi. Vậy mà chị vẫn đi. Cứng đầu đúng không cô? Cứng đầu, bướng, lúc đầu về bướng lắm. Bướng quá hả? Lúc mà... cô có tức không? Không, cô không có tức, nhưng mà cô chỉ khuyên thôi. Cô khuyên là nhiều khi chồng cứ đi tiếp khách thì từ từ con nói nó, chứ... Từ vì mới về lắm, giống như là chưa hiểu chồng á. Cái từ từ con khuyên chồng hay là gì rồi, chứ con cứ vậy hoài là mất hạnh phúc. Yeah. Vậy đó. Rồi sau này là mới bớt lại, bớt bướng mà bớt giận hờn, mới nghe lời. Thương nghiệp quá nha. Bây giờ các cô dâu về làm dâu mẹ chồng thoải sướng mái. Quá trời. Dạ. Đất luôn. Dạ. Thôi nói chung là ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu này cũng rất là ok. Chúng ta xem coi chồng em nói điều gì nha. Nói là trong 10 năm qua thì... riêng đối với bản thân tôi thì cũng không có thấy cái gì mà cái chuyện gì mà lớn lao để mà làm tôi phải khó xử đối với vợ tôi và mẹ của tôi hết. Mọi chuyện là nói chung là rất là êm đẹp. Có cái chuyện gì nói chung những cái chuyện mà để mà hai bên để mà có cái mâu thuẫn với nhau thì hai bên tự dàn xếp, tự trao đổi với nhau và đi đến những đời mà thống nhất với nhau trong tất cả mọi công việc trong cuộc sống.
bản thân tôi cũng thấy rất là hạnh phúc từ khi mà tôi có một người mẹ cũng như một người con, một người vợ mà đối xử với nhau mà tốt đến như vậy. Bản thân tôi thấy trong tương lai thì cũng không cần phải thay đổi vấn đề, cứ sống thật với mình, cứ sống thật, hai người cứ sống thật như vậy là bản thân tôi thấy rất là hạnh phúc rồi. Thấy rất là an tâm để mà giải quyết mọi công việc, để mà lo cho cuộc sống, gia đình cho nó đảm bảo hạnh phúc và trọn vẹn. Mấy ông chồng kia thì nói là theo em thì vợ em phải như thế này, theo em thì mẹ em thế này. Còn chồng nói thì thôi thì hai người tự dàn xếp, tự xử, tự dàn xếp. Trong tương lai tôi cũng muốn thay đổi gì hết. Cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay nè, trước mặt mẹ đó, em muốn nói điều gì với mẹ? Con chỉ muốn nói với mẹ là mẹ cố gắng chú ý tới sức khỏe của mẹ nhiều hơn. Chỉ mong là mẹ có nhiều sức khỏe để mẹ sống lâu với con cháu sau này thôi. Mẹ muốn nói gì với con dâu? Mẹ nói với con dâu là bớt nóng giận, bớt lại, để cho cái tinh thần nó được thoải mái để trong cuộc sống. Cứ mỗi lần giận là xỉu. Như mẹ nè, không có giận ai hết trơn á. Thôi hai mẹ con ôm chặt nhau cái nào. Thấy thương. Nhìn cặp thầy thương quá. Một kỷ niệm khi tham gia mẹ chồng nàng dâu. Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Nhanh, quê ở Hậu Giang. Hậu Giang. Dạ. Mình làm công việc gì? Dạ em làm nội trợ. Nội trợ hả? Dạ, xin mời chị ạ. À. Dạ, chào chú Hoàng Linh, chào chị Đại Lộc và chào quý khán giả. Em tên là Ái Vân, là con dâu của mẹ Nhanh được 1 năm rưỡi rồi. Năm rưỡi mình có tin vui chưa? Dạ có rồi à. Mình mới sanh hả hay là? Dạ đúng rồi. Trai hay gái nè? Dạ trai. Rồi chúc mừng luôn. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Thấy cũng thích. Cô thấy thì thương đó. Thấy vừa bụng. Ấn bụng điều gì nhất của con dâu này? Cũng ngoan, rồi lễ phép rồi á Linh. À. Dạ. Lúc đầu á là dâu nó quen với thằng trai á, trai nó dẫn về. Mà lúc đó con dâu thì nó ở nhà trọ, rồi cái em mới nói trời ơi sao con kêu con dân nó ở nhà trọ sao con không dẫn về nhà mình ở. Mà người ta ngại ai mà đi về ở. em thiệt tình em thương vậy đó, em nói còn dẫn cứ dẫn dân về nhà mình ở đi, nhà mình đâu có ai đâu, tại em thì có 2 đứa con à, đứa con gái với thằng trai à, nó cũng ngại rồi cũng tới lui chơi vậy thôi, rồi 2 đứa nó thương nhau. Còn nàng dâu thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng tương lai đó, cảm giác có hồi hộp không? Dạ có chứ ạ. Em về nhà em gặp mẹ chồng thì em nghĩ là mẹ chắc cũng khó gần này kia, nhưng mà thật ra là mẹ rất là vui vẻ, rất là hòa đồng, nói chuyện với mọi người lúc nào cũng hài hước vui vẻ hết trơn á. Mẹ hay cười nên là tạo cảm giác thoải mái cho em lắm, em không có cảm thấy hồi hộp run nữa. Dạ đúng rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Những ngày làm dâu đầu tiên đó thì cô con dâu này như thế nào? Dâu cũng tốt, cũng biết cái cách làm dâu, nhưng mà giới trẻ bây giờ thì nó không có phải như hồi xưa anh Linh. Dạ. Mình thì mình cũng đâu có khắt khe gì đâu, thì khả năng của con nó làm được tới đâu thì làm, rồi cái nào làm không được thì ba mẹ làm hết. Làm đúng không? Dạ. Rồi sao dễ dữ vậy? Dễ. Dâu đi về ngủ tới mấy giờ? Ngủ tới 8-9 giờ mới thức. Dâu có nấu cơm nấu nước gì không? Dạ có mà ít lắm. Ít hả? Dạ. Tuần nấu mấy lần? Tuần nấu mấy lần? Được chừng vài bữa cơm vậy đó hả? Nhưng mà cô ăn cô thấy có vừa miệng không? Vừa. Bây giờ mà anh Linh thấy dễ lắm, cái nào không biết cái lên Google rồi chỉ ra rồi ôm ở đó rồi nấu. Chứ nói nào ngay hồi lúc mới thì mẹ ruột nói trời ơi nó không có biết làm cái gì hết trơn. Đi học về rồi ở nhà gì đó không có làm gì, chị xui ơi nấu với em vậy đó. Rồi sau này các em nói gì về làm được rồi đó, nhờ gì đó. Con thấy là mình hợp với mẹ điểm gì? Em với mẹ hợp nhau nhiều điểm lắm. Như thích nấu nướng, thích làm bánh, thích bày ra làm cái này cái kia, nấu bánh này bánh nọ đó. Là mẹ thích nấu cái gì em cũng vô phụ, hay là em nấu cái gì mẹ cũng ngồi đó xem này kia rồi. Người thích mua sắm, trưng diện, trang điểm, makeup này kia rồi đó. Hợp nhau nhiều thứ. Đi chỗ mua sắm là ngon đúng không? Đi chỗ mua sắm. Thường là mình mua cho mẹ cái gì vậy? Em tặng hay tặng quần áo lắm. Tại vì mẹ thích mua sắm cái này. Mẹ đi, mẹ thì ít nhớ sớm rồi. Mà mẹ bây giờ mẹ cũng biết lên Facebook, lên xem, live stream đồ. Mua quần áo mẹ, con cái này đẹp không này kia. Mẹ đều hỏi ý hết. Dạ. Vậy là
hai mẹ con quá hợp với nhau dạ. Rồi cô lên Facebook cô coi cái mấy cái shop thời trang rồi đó, nói dân dân cái này đẹp quá con, mẹ bẩn này được không, nói thôi cô nói xấu à mẹ ơi, cái đó xấu à, cái bắt đầu chọn cái khác. Nhưng thời mấy cái shop thời trang đó nó nói mẹ bữa nay shop giảm giá nè, sale nhiều lắm, để con dẫn mẹ đi mua. Có điều gì mà mình chưa hợp với nhau không? Bây giờ mình nói không có thì cũng không ai tin đâu, thế nào cũng phải có hả anh Linh? Dạ. Với lại bây giờ mà cái giới trẻ nó chăm sóc con, trong gia đình có hai thế hệ mà cháu nó cũng đã được một đứa con rồi, cho sanh cho em một đứa cháu nội thấy cưng lắm. Ừ, nhưng mà cái cách chăm sóc của giới trẻ giờ thì nó nuôi theo kiểu khoa học chứ không phải như kiểu mình hồi xưa, nó có nhiều cái nó cũng bất đồng nhưng mà mình cũng thông cảm được cái chỗ đó, thì miễn sao cho con mình nó chăm sóc cháu mình tốt thôi. Mẹ chồng cũng rất là hiện đại nha. Dạ. Sao cũng được hết á. Em không được thì phụ nó. Em mà dễ. Nó được thì tốt, thì vui. Không được cũng vui. Dạ. Lúc nào cũng cười thế. Dạ, dạ đúng rồi, mẹ lúc nào cũng cười. Ừ. Em vui lắm mình Linh. Kệ vui cho đời bất ổn. Chứ căng thẳng gì cho nó mệt đúng không? Nhưng mà em không biết là thí dụ mà những cái lần mà mâu thuẫn giữa cách dạy con đó thì hai mẹ con mình như thế nào, có nói chuyện được với nhau không? Lúc đầu thì em sau sinh nó cũng có một chút thay đổi hóc môn này nọ, tính tình nó cũng thay đổi, bị vướng một chút trầm cảm sau sinh đó. Cho nên là những cái ngày đầu, những cái tuần đầu thì em im lặng thôi, em không có nói chuyện. Sau đó thì em thấy đỡ hơn là tại vì thấy lên Facebook rồi những cái group mẹ bỉm sữa rồi đó, thấy ai cũng giống như mình hết á, thấy ai sanh xong rồi những cái chuyện chăm con này kia với ba mẹ chồng với con dâu này kia nó cũng khác nhau á, nên thấy mình đỡ hơn. Rồi xong rồi từ từ nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn thì nói là chăm bé thì phải thế này thế kia, ba mẹ như vậy vậy thì bé nó mới như vậy á. Thì ba mẹ từ từ mẹ cũng hiểu, cũng đỡ hơn. Có bao giờ mà hai mẹ con có xảy ra có mâu thuẫn gì nhỏ nhỏ rồi tranh cãi với nhau không? Mẹ có giận thì có nhưng mà mẹ không giận. Có tranh cãi, không có giận nói chuyện biết nhưng mẹ mà tranh cãi. Dạ biết chứ. Là những cái lúc mẹ không giận. Thì lúc sơ sanh đó là em những cái tuần mẹ không nói chuyện á, mẹ cũng mẹ thì mẹ thương cháu quá đi, tại vì mới có cháu đầu tiên à, nên là ba mẹ thương cháu lắm, ba mẹ cứ quấn cháu suốt á. Còn em thì em lại những cái mà ba mẹ làm em lại không có giống như những cái cách mà em nuôi con á, cho nên là em cũng có nói một câu giống như là hôm đó thì mẹ đi qua muốn ẵm cháu về phòng ngủ, nhưng mà em nói là con của con mà thì thôi, để giống ý là con của con thì nó ngủ với con. Nhưng mà mẹ nghe thì mẹ lại buồn, mẹ bỏ mẹ đi về. Xong rồi lúc đó em thấy mặt mẹ buồn. Cái chồng em cũng có nói với em là sao em nói chuyện vậy khiến cho mẹ buồn này kia đồ. Nhưng mà xong rồi qua ngày hôm sau em biết, em nhắn tin em xin lỗi, em nhắn dài lắm. Xin lỗi mẹ. Lúc đó mẹ sao mẹ? Lúc đó buồn dữ lắm, lúc đó cô buồn dữ lắm thiệt. Nó nhắn tin, có nhắn tin lại không? Không. Nói là nói miệng. Nói cũng còn giận. Không, nói miệng nè. Nói miệng. Em nói thì con cháu mà mẹ thương đầu này kia mẹ mới ấm gì mà con. Có vài là chồng kia cũng con dâu về xin lỗi nhắn tin nữa. Cho bà nhắn lại giận giận mày ơi, giận chút thôi mày ơi. Hết rồi. Tôi nghĩ rằng là con đã hiểu ra vấn đề ngay tức khắc lúc đó. Dạ. Chứ nếu không là con nói thôi mới bà giận mình. Dạ. Đúng ra là mình phải giận bà chứ mình đang mình sinh mà mình bị này kia mà. Dạ. Không? Là cái quan trọng vẫn là cái sự hiểu ý nhau và mình phát hiện ra mình lỗi cái gì là mình xin lỗi ngay. Dạ. Từ lúc mà về làm dâu với mẹ đó, Vân có thấy là mình bị thiếu sót hay là mình có cái lỗi nào với mẹ chưa ngoài cái chuyện hồi nãy? Có chứ, nhiều lắm. Em về thì em có bầu liền á, rồi em ngủ trễ, ngủ dậy trễ. Em biết là ba mẹ ở dưới thì dọn dẹp, rồi lau nhà, rồi làm đồ ăn sáng, rồi quét nhà, ba chồng em làm hết. Em cũng thấy kỳ á. Nhưng mà nhiều lúc cũng cố gắng thức sớm. Biết thấy kỳ là được rồi, có dạ. Nhiều người không thấy kỳ luôn. Dạ. Để ta dọn đi, không thấy kỳ luôn. Dạ. Coi như là ông và chồng làm thế cho dâu luôn á. Dạ, à. Cứ ngủ đi, rồi chừng nào muốn thức. Mẹ cũng không phải làm gì nặng đâu, mẹ chỉ là em nấu nướng thôi, là toàn là ba chuyện nặng nhọc trong nhà là ba chồng với chồng làm hết. Thằng ông chúng tôi giờ giỏi lắm, tất cả mọi chuyện giỏi không à? Thằng ông giờ giỏi thiệt mà, chồng con có vậy không? Dạ có. Thấy chưa? Ráng kiếm chồng vậy đi con. Dạ. Kiếm người để chú chỉ cho. Ai vậy? Chú có con cháu tên Dũng cũng được. Thôi. Nhưng mà từ cái ngày về làm dâu á cô, có điểm nào mà đến bây giờ cô vẫn chưa hài lòng nàng dâu của mình không?
nhất là cái cách chăm sóc con đó. Dạ. Tới bây giờ cũng còn vậy luôn. Là thương cháu là chỉ biết ẩm bầm thôi, chứ là cái chuyện mà ăn uống là không có được giới vô. Nhưng mà cô có trao đổi với Vân không? Nó nói con của nó để nó nuôi chăm sóc theo kiểu gì Hàn Quốc hàng gì đó không biết được. Nói vậy luôn hả? Nói vậy luôn rồi mà con. Nhưng mà cái cách nào của Vân mà cô thấy không vừa ý, cô nói thử xem. Cho ăn. Dạ. Chứ đâu phải như mình hồi xưa anh Linh là người nấu cháo nấu gì thì cho nó ăn đại được đâu, cái này nó làm đủ thứ hết trơn. Nó ăn theo kiểu Hàn Quốc hả? Dạ ăn không em Hàn cho Quốc, em bé ăn theo kiểu Nhật á, ăn theo kiểu Nhật. Hàn Quốc dạ. Mới đẻ cho ăn sushi á hả? Con dâu con cũng gan, cứ tự nhiên đó. Để con mẹ đừng lo con cho ăn. Cho ăn theo kiểu Nhật chứ không cho ăn theo kiểu Việt Nam. Nhưng mà giờ khó là không có được đâu nha. Dạ đúng rồi, thì em dễ. May mà trời chồng này cũng dễ dãi á. Nấu gì tao để cho mày nuôi luôn. Ấm mới được, nhưng mà chăm sóc cũng được. Đây là một trong những cái hình ảnh của mẹ chồng nàng dâu hiện đại đó. Dạ. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau thôi. Dạ. Còn nếu không hiểu nhau là mình thẳng như thế là mẹ chồng giận. Dạ. Và giận đâm ra là mình cũng có điều muộn phiền luôn ha. Dạ. Lúc mà mẹ con chăm sóc con khi sanh này kia, chăm em bé này kia, còn có bao giờ con chăm sóc lại mẹ con không? Từ lúc mà con về thì có một lần là mẹ nằm viện, nhưng mà lúc đó là con cái thai nó lớn rồi, con không có đi tới lui chăm lo cho mẹ trong bệnh viện được, nhưng mà con ở nhà con nấu đồ ăn. Mẹ với ba ở trong bệnh viện thì cứ nói là thôi con có bầu con đừng có làm gì nhiều, nhưng mà thấy mẹ ăn đồ trong bệnh viện không có ngon với lại cũng không có dinh dưỡng nhiều á, nên là con nấu đồ ăn ở nhà rồi chồng con mang vào bệnh viện cho mẹ. Đó là một câu chuyện mà Quy Linh nghĩ rằng nó chưa có vấn đề nào cả. Yeah. Chỉ có một năm rưỡi thôi, quan trọng chúng ta còn sống nhờ với nhau cả một chặng đường rất dài, cả cuộc đời nữa. Và hy vọng rằng chúng ta cùng đến với mẹ chồng nàng dâu để tìm ra những cách nào đó ta tránh đi những cái mâu thuẫn như mẹ chồng nàng dâu qua rất nhiều câu chuyện, để xem coi chàng trai của gia đình sẽ nói điều gì nha. Hôm nay là ngày mẹ và vợ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thật sự lúc nhận được lời mời từ chương trình, con và vợ con đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi nói với mẹ. Nhưng thật may là mẹ đã đồng ý tham gia cùng vợ con. Thật ra thì đây cũng là dịp hiếm hoi, và con cũng nghĩ sẽ không dễ để có thể lúc nào mẹ và vợ con sẽ cùng ngồi trò chuyện với nhau được như hôm nay. Với cương vị là con của mẹ và là chồng của vợ, là ba của bánh mì, con không mong điều gì hơn là gia đình luôn được vui vẻ. Cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi những chuyện giận hờn, nhưng con mong gia đình mình sẽ có thể bỏ qua cho nhau. Những điều đó có thể giúp chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Con đã có gia đình riêng, con phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, đó là trách nhiệm của con. Nhưng con dù lớn đến đâu thì con vẫn là con của mẹ. Trong gia đình đôi khi giữa mẹ và vợ có những chuyện bất đồng với nhau, con ở giữa cũng rất khó xử, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Nên con mong từ nay mẹ và vợ con có thể ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn. Cả mẹ và vợ đều rất quan trọng đối với con trong cuộc sống này. Thương mẹ, yêu vợ. Hay quá. Hôm nay văn chương dữ. Khóc luôn. Em khóc luôn hả? Khóc luôn. Ngày hôm nay cô đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đó, cô có mong muốn điều gì ở người con dâu mình không? Cái điều cô mong muốn nhất đó là cô muốn cho con dâu nó biết là dung hòa cái tình cảm giữa hai vợ chồng. Hai đứa phải gắn kết thương yêu nhau rồi chăm sóc cho gia đình. Hai đứa đừng có cãi nhau rồi được rồi. Chắc hay cãi nhau lắm. Dạ. Đừng lo hứa với mẹ chồng đi. Dạ được. Con có mong muốn điều gì vậy mẹ không? Dạ con mong mẹ sẽ biết ít lại những cái chuyện mà thức khuya hay là trên thoại nhiều để giữ sức khỏe của mẹ được tốt hơn á. Nhà mẹ thấu hiểu tụi con nhiều hơn. Mẹ chơi game nhiều lắm. Mẹ thích lướt Facebook lắm. Làm các bạn như Quỳnh Linh này vô nói chuyện mày chồng dâu nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai mẹ con rất nhiều. Cảm ơn dâu chỉ cần ôm nhau thôi để chúng ta yêu thương nhiều hơn, để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Dạ. Hãy yêu thương thật nhiều, hãy chăm sóc quan tâm để chúng ta có thể gắn kết thành một cặp đôi hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta. Dạ, cảm ơn. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, thành công và bình an. Một kỷ niệm dành cho gia đình. Dạ. Cảm ơn anh.